với các bạn, ngày hôm nay tôi Rachel quyết định làm cái video này tại vì là Rachel thấy có một cái ông thầy chùa, một ông thầy chùa bên Việt Nam mà ổng đi vòng vòng, ổng ưu giảng về chính trị, về xã hội, về đất nước, yêu quê hương, mà ổng giảng một cách rất là tào lao mà mình nghe vô mình rất là chướng tai mà không nói, không chịu nổi, cho nên là Rachel quyết định làm cái video này. Và Rachel cũng xin đính chính rằng Rachel hiểu khi mà một người mà đi tu bên đạo Phật là mình có cái sự kính trọng, một cách nể nang mình nên gọi là sư hoặc là thầy. Nhưng mà đối với cái ông này đó thì ai chửi bay chùa hổ mình chịu. Tại vì ổng phải nói là ông thầy chùa tào Chưa lao. hiểu khi mà mình nói chuyện mình phải nói có sách mách có chứng như những gì ông chia sẻ ở đây. Quý vị xin hãy nghe lại cái video này. Mình sang mình đi du học chứ, thì cái tâm trạng ban đầu đã là coi trọng nước họ hơn hơn nước mình, đó là tâm lý ban đầu. Cái tiên đề đã dính vào rồi thì cứ theo cái tiên đề đó mà sao cứ ngưỡng mộ nước người ta mà chê nước mình, đó là một cái sai lầm. Quý vị nào mà mê Mỹ, mê những cái đất nước khác mà rất là muốn mà mong mỏi được đi ra nước ngoài như rất rất nhiều người Việt Nam khác là quý vị đã sai đó. Cái đó là ông nói như vậy, quý vị nghĩ coi ông tào lao dễ sợ không? Và kính thưa quý vị, bây giờ là cái tào lao thứ hai mà ông ta nói là cái vụ ở Đồng Tâm vừa xảy ra vài tháng về trước. Ông ta nói rằng là từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, trên khắp thế giới này chỉ có một đất nước Việt Nam thôi là người dân nhốt lính, chỉ có lính nhốt người dân chứ người dân không nhốt lính, nhưng mà đặc biệt là Việt Nam là dân nhốt lính. Và giống như là ông ta hãnh diện về vấn đề này vậy. Mà cái đó là mới đầu là cái những cái ông chia sẻ, tao Rachel nghĩ rằng là có vài điểm đúng ở đây, đó là đúng y là trên thế giới này chỉ có ở Việt Nam thôi mới bị người lính, mới bị người dân nhốt như vậy. Tại vì sao? Đất đai của người ta mà vô cưỡng chiếm. Nhưng quý vị nghĩ đi, như nhà tổ tiên ông bà cha mẹ của quý vị để lại nhà cửa, bây giờ mà chính quyền nó đưa người vào để cướp thì sao? Dùng hết tính mạng đấu lại với nó chứ sao, đúng không quý vị? Nhưng mà đúng là ở Mỹ, ví dụ như là ở Mỹ đi, sẽ không bao giờ có chuyện này xảy ra. Là vì sao? Tại chính quyền nó không có đi cướp nhà của người dân một cách vô lý. Như ví dụ như nhà của Rachel ở đi ha, mà bây giờ đó chính quyền cần phải thu hoạch lại cái vùng đất đó để họ phát triển ra đường rộng hơn, bự hơn, hoặc là họ có những cái bệnh viện vào nơi đó thì họ cần phải giải tỏa cái khu đó đi, ví dụ vậy. Người dân ở đó phải nói là gọi là trúng mánh hay là trúng số gì đó. Tại vì sao? Bình thường á, nhà đó bán có 200 ngàn hay là 150 ngàn, ví dụ như cái trị giá là 200 ngàn, thì khi mà nó nằm trong cái khu mà có những cái dự án xảy ra và nhà nước sẽ mua lại thì họ mua lại gấp đôi, gấp ba. Cho nên đó, khi mà người dân nghe tới đó là cái nhà của mình nó sắp vào trong cái khu mà phát triển sẽ mua lại, người dân ai cũng vui hết đó. Giống như là mình đang mong đợi cho nó mua lại nữa. Tại vì sao? Cái đó là mình được hưởng tiền gấp đôi nữa, đi lại mua nhà nhà khác thôi. Như vậy thì ai đi chống đối, đúng không? Chứ không có như ở Việt Nam đi cướp đất một cách vô lý, vô cớ. Thành ra là người dân nhốt lại mấy ông này là đúng rồi. Chỉ có một nước Việt Nam làm được việc đó. Một cái vấn đề nữa ông ta nói là ở Việt Nam người lính để cho người dân nhốt. Open lease. Người lính để cho người dân nhốt. Cái này thật ra có phải để không quý vị? Họ, những người lính này bị người dân nhốt nha. Rachel là biết là tiếng Việt của mình còn thua rất là nhiều người, nhưng mà Rachel phân biệt được rằng là không phải là người lính để cho người dân nhốt, nhưng mà bị nhốt một cách nhục nhã chứ không phải là để nhốt nha. Xin ông thầy này, ông thầy chùa Tà Lao này làm ơn đính chính lại giùm. Nên có nhiều người nói là nói cái nước gì mà một đảng độc đảng hay độc tài, cái hay của mình là gì, độc đảng mà không độc tài mới là cái mà chỉ Việt Nam mới làm được không ạ? Và ở đây chỉ có Việt Nam mới làm được mà thôi. Tại vì chỉ có Việt Nam mới là độc đảng thôi. Trời ơi, đúng là bên Mỹ đó thua Việt Nam. Bên Mỹ không phải như Việt Nam. Không phải là chỉ một đảng mà nó hai đảng, ba đảng. Mình thích theo đảng, có quyền lựa chọn. Ồ, nhiệm kỳ này đảng Dân Chủ làm không tốt.
Well, ông không tốt thì nhiệm kỳ tới tôi không bầu cho ông nữa, ông làm ơn đi chỗ khác chơi để cho những người khác làm tốt hơn lên và lãnh đạo đất nước này để cho đất nước càng trở nên phát triển hơn. Đó là ở Mỹ, không có độc đảng, có nghĩa là bây giờ ai giỏi mình có thể vào tranh cử. Ví dụ như tổng thống hiện thời đó là ông Donald Trump. Ông Donald Trump chưa bao giờ làm chính trị cả, nhưng mà ông ta muốn được làm tổng thống thì sao? Cứ vào ứng cử, nộp đơn vào ứng cử thì nếu mà có nhiều người bầu thì trúng thôi, là đúng y là vậy. Còn bên Việt Nam nha, ví dụ biết chắc rằng á, một khi mà ví dụ như nhiệm kỳ này mà hết, nhiệm kỳ tới đi, ví dụ như nhiệm kỳ vừa rồi có ai được đi bầu? Bây giờ nếu có ai bên Việt Nam mà con mình không có trong đảng mà cảm thấy con mình rất là giỏi, hay là chính bản thân của mình yêu nước quá, mình muốn làm gì đó thay đổi mà mình muốn bước vào quốc hội, có được không? Không phải đảng có được không? Không được. Rồi không có độc tài. Đúng rồi, Việt Nam đâu có độc tài đâu. Ồ, anh chị lên tiếng chống đối đảng thì tôi bắt bỏ tù anh chị thôi. À, anh chị đi biểu tình chống Formosa hả? Ủa, Formosa cho đảng ăn tiền ăn rồi, cho nên là quý vị không có được quyền biểu tình chống Formosa. Nếu quý vị chống Formosa thì tôi đánh. Vậy thôi, đâu có độc đảng đâu. Em mình đâu có độc tài đâu, đúng không? Đơn giản thôi ha. Đó, không có độc tài, Việt Nam là vậy đó. Nhiều khi những cái video của Rachel nói mình không có công kích cá nhân, chỉ là chung chung thôi, thường mình nói chung chung, mình không có công kích cá nhân. Mình phải nói ông thầy chùa này là nghe tới là mình máu nó sôi lên rồi, mình phải nói. Một cái nữa mà Rachel cảm thấy là có những người mà tào lao hơn cái ông thầy chùa này nữa là ai? Là cái những người mà ngồi đó nghe đó. Trời ơi, phải nói là ông thầy chùa cũng ngồi giảng như vậy, nói tầm bậy tầm bạ cái chuyện tào lao bí đao, mà những người đó vẫn ngồi đó nghe, rồi có nhiều cái là vỗ tay. Trời ơi, không biết Việt Nam mình như thế nào luôn. Rachel biết rằng cũng có nhiều người rất là yêu nước và muốn có sự thay đổi, muốn rằng Việt Nam là có sự quyền tự do ngôn luận, tự do làm người, tự do bầu cử, một đất nước tự do dân chủ thực sự. Nhưng mà có nhiều người vẫn còn sợ. Thì hy vọng rằng các bạn đừng sợ nữa, và hãy cứ lên tiếng, cùng nhau chúng ta lên tiếng, và chúng ta phải đòi lại sự công bằng cho Việt Nam. Và Rachel chúc rằng Việt Nam trong tương lai sắp tới, rất là gần, sẽ trở thành một đất nước tự do dân chủ văn minh thật sự như bao nhiêu nước khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, v.v. Và bây giờ thì Rachel xin đi chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video kế tiếp. Bye!